Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày mùng 10 tháng 12 năm 2019 thì trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc kệ tivi có kích thước rất là khủng. Cái kệ này có kích thước là dài 3m2 và cao 95 cm. Cái kệ chúng tôi làm theo hàng đặt của anh Đức ở tại Mỹ Đức, Hà Nội. Thì anh đặt chúng tôi một lô sản phẩm bao gồm bàn ghế phòng khách, bàn thờ, đồng hồ và chiếc kệ tivi. Tất cả là bằng chất liệu gỗ hương đá. Thì trước màn hình quý vị, đây là chiếc kệ tivi gỗ hương này. Còn phía bên trong kia là bộ bàn ghế nghi đỉnh 10 món. Thì tôi đã giới thiệu một video clip trước rồi. Thì video clip này tôi tiếp tục giới thiệu chiếc kệ tivi. Đây là mẫu kệ tivi cột nho và cánh đục tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai. Tuy nhiên là anh làm với kích thước rất là to, là 3m2, để khi kê vừa với bộ bàn ghế nghi đỉnh ở phía bên trong này. Đây bên trong này bộ bàn ghế nghi đỉnh này. Thì do là những sản phẩm này rất là khủng nên là phần sân chúng tôi nó khá là hẹp, nên tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một. Tôi không thể bày tất ra được. Bên trong này là bộ bàn ghế nghi tay 14 và bao gồm 10 món. Thì quay trở lại chiếc kệ tivi này thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết đến tổng thể. Từ tổng thể đến chi tiết thì đây là phần tổng thể chiếc kệ này. Nó rất là giống những cái mẫu cột nho trước chúng tôi đã làm. Tuy nhiên là chiếc kệ này là to hơn, cao hơn rất là nhiều. Những chiếc kệ chúng tôi thường làm là 2m4, tuy nhiên chiếc này là tôi làm đến tận 3m2. Cao đến 95 cm. Còn toàn bộ phần ngăn kéo là ngăn kéo quả dưa. Ngăn kéo quả dưa hết. Hàng dày dặn, sạch sẽ. Gỗ được chọn lọc. Và hiện tại là nó là buổi chiều nên là ánh sáng nó không được chuẩn lắm. Quý vị nhìn màu sắc nó không giống với màu thực tế của sản phẩm. Nó hơi sậm một chút. Đó, toàn bộ đây được đục chạm theo mẫu tứ quý. Thì mọi người ai có nhu cầu đặt hàng cũng như là mua sắm những bộ sản phẩm phòng khách cũng như này, hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nha, theo số điện thoại là 0987 510 816. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này bên dưới phần mô tả video để quý vị có thể xem được chi tiết hình ảnh sản phẩm. Mọi người hãy truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com nhé, để có thể xem được thêm những sản phẩm khác chúng tôi có đăng tải trên website, để mọi người tham khảo về nội thất phòng khách cũng như là nội thất phòng thờ với đầy đủ các loại chất liệu gỗ khác nhau, như chất liệu gỗ hương, chất liệu gỗ gõ, những chất liệu gỗ mà được khách hàng sử dụng rất là nhiều. Rồi, xin chào mọi người nhé. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Ok.